Ok, xin chào các bạn. Mình quay lại với phần 2 của cái bài Membrane Transport ha. Xin lỗi các bạn, tại vì một video mình chỉ làm trong vòng 10 phút mà thôi nên nó ngừng hơi bị đột ngột một xíu. Ok, phần trước mình đang nói dở tới cái chỗ này, đó là những tác nhân có thể ảnh hưởng tới việc khuếch tán của các chất qua màng ha. Cái này là passive, thụ động. Thì mình đang nói một cái ví dụ về việc cái bệnh đây là bệnh emphysema, mình đang vẽ cái hình đây là micro à, cái này là alveoli nè. Alveoli là phế quản đúng không ta? Thì nói chung là cái bao cuối cùng của phổi á, phế quản chắc là vậy. Nói chung các bạn tra tiếng Việt ha, tiếng Việt mình hơi bị ngu một tí về cái phần sinh học này. Thì nói chung là mấy người đó thì ở đây thấy cái bọc không? Thì mấy chỗ đó chỗ này nó sẽ bị xẹp xuống tại vì do bệnh ha. Xẹp xuống thì đó thì cái việc khuếch tán nó sẽ của oxy nó sẽ bị khó như vậy nên mấy người sẽ bị khó thở ha. Rồi vậy là xong cái phần simple diffusion này, thêm một ví dụ nữa rồi không có vậy nữa. Ví dụ cái tiếp theo của sorry nó lắp á, của unassisted thì mình đây là simple diffusion ha, thì nó xong rồi tiếp theo là osmosis, đang gọi là thẩm thấu. Osmosis là simple diffusion nhưng mà của nước thôi, thì nó sơ qua về nước. Nước là một chất vừa nhỏ vừa polar, là có cực, mặc dù nó có cực nên nhưng mà nó vẫn đi qua được qua màng, thì nó cũng giống như là CO2 thôi. Nhưng mà có cái là thằng này có một cái kênh có thể giúp nó qua nhanh hơn, nó có thể đi xuyên qua màng luôn nhưng mà nó có thể qua nhanh hơn bằng một cái kênh tên là aquaporin, ghi đây ha, aquaporin đó. Vậy là mình nói xong hết về cái unassisted membrane transport là vận chuyển qua màng không cần trợ giúp rồi. Tiếp theo là mình sẽ qua phần assisted ha. Đây là assisted, thì assisted á, mình không biết nói gì trước đây. Thì assisted thì nó có thể là carrier hoặc là canals ha. Ok, thì bây giờ nói về carriers. Carriers, cái này gọi là carrier mediated transport, đang gọi là vận chuyển mà trung gian bởi carrier. Thì đặc điểm của cái này là gì? Là nó có thể change conformation, là nó có thể thay đổi hình dáng ha. Conformation là hình dáng. Ok, dễ tiếp. Đây thì ví dụ như là đây cái màng nè, đây là cái carriers, vẽ nó giống trái tim ha. Ở bên này là ba cục, bên này đó thì nó đang mở ở hướng bên này, thì khi nó mở thì sẽ có một chất đi vô cho cái chỗ binding site, thì tiếp theo thì nó đi vô trong đó, nó ở đây. Tại sao nó phải thay, nãy nó bảo là thay đổi hình dáng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nãy nó mở đầu kia, bây giờ nó mở đầu này đó. Thì đơn giản là cái cục hồi nãy từ bên viên này nó đi vô trong này, đi qua này thôi, đơn giản vậy thôi. Đó là vận chuyển bằng carrier đó. Thì bây giờ dạy carrier khác gì với canals? Có cái bảng so sánh nhỏ nhỏ ha. Carrier mình tắt là CA ha. Còn canals là CHA. Khác nhau chỗ nào? Thì carriers nó vận chuyển những cái phân tử lớn như là protein ha. Còn canals thì chỉ những ion nhỏ. Thì tại vì kích thước, đó đầu tiên sự khác nhau là kích thước. Tiếp theo là carriers nó luôn luôn mở, nó không mở đầu này nó mở đầu kia, tại vì nó như là cái bẫy sập á, một là mở bên phía A hoặc là phía B, còn canals á, thì lúc đóng lúc mở, open or close, tại vì nó sẽ mở tùy thuộc vào giống như là một là điện, có điện dòng điện đi qua, giống như là hơi bài bài membrane potential, thì giống như là khi mà có một cái dòng điện đi qua ha, thì nó mấy kênh sẽ mở ra cho Na cộng đi xuyên qua, Ca cộng đi qua đi lại gì đó,
Còn nếu mà không có gì tác động á, gọi là simulation á, thì stimulation thì nó cứ đóng lại thôi. Đó, đó là sự khác, nó chỉ có hai điểm khác nhau vậy thôi. Đó, đó là sơ sơ về carrier mediated transport. Hết giờ. Và tiếp theo là hồi nãy thấy ở đây không? Unassisted á thì nó là passive đúng không? Thì có nghĩa là cái cách vận chuyển của cái chất đó, nó chỉ có thể là thụ động thôi. Còn với assisted á thì nó có hai cái là nó vừa có thể là passive mà nó cũng có thể là active nữa. Đó. Thì passive thì biết rồi ha, passive thì cứ đi theo concentration thôi. Cái khác nhau duy nhất là tại vì nó trong cái cách gọi là assisted nên nó cần phải có carriers di chuyển qua thôi. Giống như hồi nãy nói á, cái gluco á, nó khó đi qua nên nó cần assisted thôi, nhưng mà nó vẫn đi theo kiểu passive. Còn active á thì nó đi ngược chiều, nó đi từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao đúng không? Thì bây giờ mỗi lần mình nói passive thì mình sẽ có từ này ha, là nó sẽ going downhill. Passive á bằng với downhill, còn active á là uphill. Cũng dễ hiểu ha, tại vì passive giống như là mình đi xuống đồi á thì mình không cần năng lượng, còn active mình lên đồi mình cần năng lượng để đẩy mình lên, thì giống như là vận chuyển thôi. Nếu mà nó đi uphill á thì nó cần ATP để giúp cái phân tử nó được đi qua được màng. Ok, bây giờ active nó lại chia ra hai cái là primary active transport là bậc 1 ha, primary với secondary bậc 2. Vậy thì hai này khác nhau cái gì? Lại chia thêm tiếp để kiếm giấy cái ok giấy đây rồi. Primary á thì đây cái màng ha, thì nó có một cái carriers đi, thì bên này nồng độ thấp hơn, có hai cục thôi, bên này có ba cục là thấp với cao ha. Nhưng mà nó sẽ đi, thì nếu mà nó muốn đi từ nồng độ thấp tới nồng độ cao á, bây giờ nó muốn đi qua đây á thì phải có một ATP tới. ATP nè, nó phải nạp năng lượng cho cái carriers này. Sau khi nạp năng lượng chứ là gì, ATP có nghĩa là có ba adenosine triphosphate, là có ba cái gốc phosphate đúng không, thì nó sẽ bị cắt một cái gốc thì năng lượng sẽ được nạp vô cái này. Thì sau khi bị cắt một gốc rồi thì nó biến thành ADP, hồi nãy là tree, bây giờ là D ha, T, D nè. Đó chắc là easy rồi nên nói sơ sơ thôi, là một gốc B sẽ gắn vô đây thì thằng O này sẽ bay vô và di chuyển qua. Thì đó, cái này gọi là primary bậc 1 tại vì nó dùng năng lượng trực tiếp, nó dùng năng lượng trực tiếp ha. Còn secondary là gì, secondary là bậc 2, có nghĩa là nó cũng di chuyển từ nồng độ thấp nồng cao nhưng mà nó dùng năng lượng gián tiếp. Gián tiếp nghĩa là sao? Gián tiếp có nghĩa là cái chuyển động này sẽ là chuyển động coupled, có nghĩa là lúc nào cũng sẽ có liên quan tới hai hai chất khác nhau. Mình vẽ một cái ha, ví dụ đây là một cái cell. Ok, sorry các bạn, hồi nãy cái cell hồi nãy xấu quá nên vẽ lại ha. Ok, đây là một cái cell. Sẽ một cặp chất đúng không? Một cặp chất thì phải có chất đi downhill và chất đi uphill ha. Nó luôn luôn là vậy. Không, ý là trong trường hợp của secondary thôi. Thì á thì cái thằng đi downhill, thằng Na cộng là đi từ bên ngoài vô bên trong. Đó, tại vì bên bên ngoài nhiều hơn thì nó đi vô. Đó. Thì tại vì nó downhill nó không cần ATP ha, nhưng mà vì cái việc nó đi downhill á nên nó sẽ cung cấp năng lượng cho một thằng đi uphill, đó là thằng gluco ở bên ngoài ít hơn. Mặc dù nó ít hơn bên trong nhiều hơn ha, nhưng mà nó sẽ đi từ bên ngoài vô bên trong, nó đi uphill nè. Đó, ghi cái này là down, còn này up. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là cái thằng gluco nó đi up được, không phải là nhờ ATP tác động thẳng như hồi nãy, mà là nhờ thằng Na cộng đi downhill. Có nghĩa là cứ nhớ đơn giản là nó up được là nhờ thằng khác down, có nghĩa là một thằng đi lên là nhờ một thằng khác phải đi xuống.
Đó, ý nó là vậy đó. Thì cái này gọi là couple á, có nghĩa là nó dùng cùng một carrier ha, vẽ cái carrier ha. Thì cái loại di chuyển này có thể ở trong ruột hoặc là ở proximal tubule ở thận. Proximal tubule thì tiếng Việt tiếng gì nói sao ta? Tubule là ống, còn proximal là gần, ống cận hả? Thì nói chung là nó như vậy, nhưng mà thôi ghi tiếng Anh đi là proximal tubule đó. Rồi hết rồi, vậy là mình nói hết về membrane transport rồi đó. Đây đó, đây là một cái tóm tắt sơ sơ, nó hơi rối một tí nên mình sẽ summary lại ha. Thì transport đó, thật ra qua mạng thật ra có thể nhìn theo hai phía, một á là passive hay là không passive, passive hay là active, hoặc cách thứ hai á là assisted hay là không assisted đó, hay là không, hay là unassisted đó, un ha. Thì nếu mà mình theo nhìn theo kiểu passive hay active á, thì nếu mà mình chia ra có hai cách là pass với act á, thì đã là passive rồi á thì nó có thể là assist hoặc là unassist. Còn nếu mà nó đã active á, thì chắc chắn nó phải là assist, nghĩa là đã là assist, đã là active, đã là dịch, không phải thụ động mà. Rồi, anh nói được. Nếu là active á, thì bắt buộc nó phải cần carriers. Còn nếu là passive á, thì lúc này mình chưa chắc chắn được. Đó, còn nếu mà mình coi dịch chuyển nó, xem nó là assist hay là unassist á, thì nếu mà nó assist thì nó có thể là pass thụ động, à active là chủ động. Còn nếu mà nó đã là unassist rồi đó thì nó chắc chắn chăm chăm là passive. Đó, vậy thôi. Đây là tất cả về mài membrane transport rồi. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn.